Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Đà Nẵng đã đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo với nhiều cách làm đổi mới sáng tạo, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội. Trong những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo của thành phố được cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng chỉ đạo tổ chức triển khai với các mô hình cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay, theo thống kê, thành phố có hơn 700 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực hoạt động, trong đó nhiều mô hình đạt hiệu quả cao như dân vận khéo trong công tác di dời giải tỏa, tổ công nghệ số cộng đồng, các tôn giáo trên địa bàn thành phố tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thường thường ấy là tập trung ấy thì là vào sáng chủ nhật hàng tuần, còn bà con ấy thì bây giờ nó thành cái lớp rồi, tức là trước cửa nhà mình là cửa nhà ai thì người ấy dọn, cho nên bà con cứ thực hiện cái khẩu hiệu là sạch bếp, sạch nhà, sạch đường. Đặc biệt, để đa dạng hóa các hình thức vận động nhân dân, giải quyết những vấn đề khó khăn phức tạp mới nảy sinh ở cơ sở, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của đảng trong thời kỳ mới, thành phố ban hành đề án số 04 ngày 31 tháng 12 năm 2022 về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Đây là điểm mới về công tác dân vận của thành phố nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của hơn 700 mô hình dân vận khéo đã triển khai, đồng thời tổ chức sàng lọc, đánh giá, lựa chọn 16 mô hình tiêu biểu, điển hình để nhân rộng. Bám sát các nội dung định hướng của đề án về xây dựng mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực để triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình của thành phố, từng địa phương, trong đó chú trọng gắn các mô hình dân vận khéo với các định hướng phát triển thành phố theo tinh thần nghị quyết 43 và gần đây là nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, xây dựng các mô hình vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế với 5 mũi nhọn cần tập trung phát triển của thành phố như là du lịch và dịch vụ chất lượng cao, cảng biển hàng không gắn với dịch vụ logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin gắn với kinh tế số và sản phẩm nông nghiệp, công nghệ cao và ngư nghiệp. Để tiếp nối hưởng ứng thực hiện đề án 04 của thành ủy, Ban dân vận thành ủy đã tổ chức hội thi dân vận khéo lần thứ nhất năm 2023, nhận được sự hưởng ứng tích cực của 19 cơ quan, địa phương, đơn vị có đội thi và gần 500 thí sinh tham gia hội thi. Hội thi đã đạt được theo yêu cầu, mục đích đề ra. Kết quả của hội thi đã khẳng định sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua dân vận khéo nói riêng. Thấy rằng là hội thi là diễn ra rất là sôi nổi, cái nội dung rất là thiết thực và là cũng đã truyền tải được cái thông điệp trong cái công tác dân vận, vận động với quần chúng nhân dân nơi đơn vị đóng quân. Theo Ban dân vận thành ủy, đến nay các quận huyện và sở ngành đơn vị đã triển khai nhân rộng mô hình dân vận khéo theo đề án số 04 đạt theo tiến độ đề ra với các hình thức sâu rộng phong phú. Ban dân vận thành ủy sẽ tiếp tục thực hiện nhiều cách làm có trọng tâm, trọng điểm để nhân rộng mô hình dân vận khéo theo đề án số 04 đạt hiệu quả lâu dài. Trong thời gian đến thì Ban dân vận thành ủy sẽ tiếp tục theo dõi cái công tác triển khai. Nếu có những cái khó khăn vướng mắc thì sẽ cùng với lại ban dân vận quận ủy là kịp thời hướng dẫn định hướng trong cái việc tổ chức thực hiện để có những cái cách làm hay, những cái cách làm dân vận khéo hiệu quả ở cơ sở được lan rộng, lan tỏa, nhân rộng trên cái địa bàn của thành phố. Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, quá trình phát triển, thành phố sẽ gặp những khó khăn nhất định, đòi hỏi sự vào cuộc đồng thuận, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân cùng hệ thống chính trị thành phố, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tiếp tục đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, công tác dân vận với trọng tâm là phong trào dân vận khéo sẽ là cơ sở để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh thành phố.